Con hãy nhận lời mà uống, vì này là trên máu Thầy, máu giao lương mới và vinh kiều sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Xin cho hết thảy được vào gương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là đứng hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thank you.
Trọng kính Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận. Trọng kính cha giám đốc đại chủ viện Thánh Tâm Minh Đức. Quý cha trưởng hàng, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý ban hội đồng mục vụ liên xứ họ, quý ban ngành đoàn hội trong và ngoài giáo xứ, quý cộng đoàn liên thiên. Hòa chung niềm vui cùng toàn thể giáo hội mừng đại lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Thật vinh dự cho cộng đoàn giáo xứ chính tòa chúng con được hân hoan tổ chức tuần trồng được thay mặt giáo phận. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ xin cảm tạ Thiên Chúa đấng tác thành và quản cai toàn thể địa cầu. Chúng con tin rằng chính Chúa là đấng yêu thương, tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn giáo xứ chúng con, cách riêng là qua tuần trồng này. Chúng con xin cảm ơn Đức cha Phêrô với tư cách là vị chủ trăn của giáo phận. Cho dù công việc mục vụ rất vất vả, nhưng Ngài vẫn dành sự quan tâm trong và đồng hành với giáo xứ chúng con, và hôm nay
Ngài vẫn hiện diện cùng với quý cha chủ tế thánh lễ để chúng con có được tuần trầu lượng thật long trọng và sốt sắng. Chúng con xin tri ân Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chúng sinh. Trong suốt thời gian qua, chúng con luôn nhận được sự quan tâm, cứu ái của quý Ngài. Và hôm nay, quý Ngài cùng hiện diện cùng với Đức Cha Giáo Phận, tiệc dâng thánh lễ để cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý sơ tu xá Đa Minh đã luôn đồng hành để các đoàn hộ trong giáo xứ chúng con đem lời ca tiếng hát mà ngợi khen Thiên Chúa. Và trong những ngày qua, quý dì đã cùng với giáo xứ chúng con để làm nên sự trang trọng trong ngày lễ hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý ban, quý vị hội đồng mục vụ tân cử lên sứ họ, quý vị khách mời. Trong tình hiệp thông, quý vị đã tới để thông công và làm chủ giờ chầu thánh thể, hiệp dân thánh lễ. Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị đã làm cho bầu khí thêm phần long trọng và sốt sáng. Chúng tôi xin cảm ơn quý ban ngành đoàn hội trong giáo xứ, quý công đoàn hiện diện đã hưởng ứng lời mời gọi của cha chánh xứ và cha phó xứ, đã cộng tác với ban tổ chức chúng tôi. Xin cảm ơn những ai đã trực tiếp hay gián tiếp âm thầm cầu nguyện và hy sinh để góp phần làm nên sự thành công của tuần trầu lượng hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa chứng giám và chúc lành cho Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị. Trong quá trình tổ chức tuần trầu, cách riêng là thánh lễ chính thiệt hôm nay, chúng con sẽ khó tránh khỏi sự thiếu sót. Chúng con kính mong Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị lượng thứ. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức cha, quý tu sĩ nam nữ trở về tầng trệt nhà thờ cùng chung chia niềm vui với giáo xứ chúng con. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng mở đường văn học, giáng phúc cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết, để nhờ đó anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Xin Thiên Chúa lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và giúp anh chị em kiên trì làm việc với phúc đức. Xin Thiên Chúa dẫn lối cho anh chị em đến cùng người và chỉ đường cho anh chị em sống hoàn toàn yêu thương. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Tin Nữ Maria, Thánh Ca Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lên sông chúc anh chị em đi bình an.